Xin chào cả nhà của mình nha. Có rất là nhiều bạn là hỏi rằng là chị ơi, tại sao mà chị xịt nước hoa nó lại luôn hương cả ngày, còn khi mà em sử dụng thì nó lại không thơm. Và hôm nay Hương muốn chia sẻ với cả nhà của mình một cái bí quyết làm sao mà để chúng ta sử dụng nước hoa mà nó sẽ luôn hương cả ngày, làm cho chúng ta sẽ có một cái tinh thần rất là vui để mà chúng ta đi làm hàng ngày. Khi mà các bạn sử dụng nước hoa mà để luôn hương được tốt trên da của mình á, thì cái điều thứ nhất là da của chúng ta phải có đủ cái độ ẩm. Vậy thì làm sao để da mình đủ độ ẩm? Có khi là Hương sẽ tắm xong là Hương xịt nước hoa, hoặc là Hương có thể thoa cái loại lotion của Cetaphil á, thì nó sẽ không có mùi để mà mình có thể sử dụng nước hoa lên da và lưu hương lâu hơn. Và ngoài ra có một cái mà vô cùng tuyệt vời, nếu như chúng ta có được một cái lotion và nó cùng với cái mùi của cái chai nước hoa đó, thì chắc chắn một điều là da của chúng ta vừa được cấp ẩm rất là tốt nè, bên cạnh đó thì khi chúng ta sử dụng nước hoa thì cái độ lưu hương nó sẽ rất là lâu và nó bám trên da của chúng ta, làm cho chúng ta đi chơi nguyên một ngày, đi làm nguyên một ngày mà chúng ta vẫn cảm thấy là cái mùi hương nó cứ thoang thoảng và nó khiến cho chúng ta rất là tự tin luôn. Vậy thì khi mà những bạn mà chúng ta hay ra mồ hôi á, thì các bạn phải luôn nhớ một điều là mồ hôi khi mà nó chảy ra đó thì nó sẽ rất là nhiều ở những cái vùng nách, đúng không ạ? Thì có một cách là Hương hay dùng cái Missi, tại vì Hương cũng ít mồ hôi thì Hương dùng cái loại mà lăn khử mùi của Missi không mùi. Còn khi mà ông xã của Hương á, thì ảnh bị mồ hôi rất là nhiều, chính vì vậy mà Hương luôn mua cái TpHCM nè, cái dòng này là của Pháp luôn, Missi là của Pháp luôn. Thì cái dòng này nó không còn được gọi là lăn khử mùi nữa, mà nó gọi là cái lăn mà để làm cho chúng ta hạn chế tối đa cái tiết mồ hôi luôn. Thì khi mà sử dụng cái lăn khử mùi này thì chỉ một tuần sử dụng 1 đến 2 lần thôi, thì chắc chắn luôn là cái tuyến mồ hôi ngay cái phần này nó sẽ ngưng rất là nhiều. Vì cái tuyến mồ hôi ngay cái phần nách á, là nó sẽ có một cái mùi hơi khó chịu một tí xíu, đúng không ạ? Vậy thì khi mọi người sử dụng nước hoa thì mọi người luôn luôn nhớ một điều là da của chúng ta phải đủ độ ẩm thì nó sẽ lưu hương cực kỳ lâu. Và hôm nay là một cái chương trình đặc biệt cho cả nhà của mình luôn, đó chính là cái dòng nước hoa của Narciso. Thì Narciso, nếu mọi người được biết thì tất cả những beauty blogger, nó là một trong những tập đoàn của Shiseido cực kỳ lớn và được tất cả những cái beauty blogger người ta rất là tin dùng và hầu như ai cũng thích hết. Một trong những cái hãng Narciso mà Hương nói thật luôn là từ nam đến nữ, tất cả các chai, chai nào cũng thơm hết luôn. Và mẫu mã rất là đẹp. Đây, mọi người nhìn thấy không? Đẹp lắm, mà rất là thơm. Cái mùi hương của nó là, đây là cái chai mà cực kỳ quyến rũ luôn, tại vì nó có rất là nhiều xạ hương á. Còn cái dòng nước hoa này là một cái kiểu mà nồng nàn, mà nó làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta rất là cuốn hút luôn. Bởi vì nó có sự kết hợp giữa hồng tiêu, một cái cảm giác ấm, và bên cạnh đó là xạ hương ha, với lại hổ phách á, thơm lắm. Và hôm nay có một cái ưu đãi cho nhà mình nè, đó là khi mà cả nhà của mình mua một cái set siêu dễ thương luôn, đúng không ạ? Khi mà mình mua một cái chai nước hoa 30ml thôi sẽ được tặng một cái tip lotion. Thích chưa? Thì Hương chắc chắn với mọi người một cái điều là khi mà chúng ta chỉ cần thoa một tí xíu lotion lên da của mình thôi là cái làn da của mình nó sẽ được cấp ẩm. Trời ơi, thơm kinh khủng luôn. Và sau đó thì mọi người nên xịt nước hoa. Xịt nước hoa ha, da của mình đã đủ độ ẩm rồi, thì khi xịt nước hoa để lưu hương cả ngày, không phải là xịt một cái hay hai cái. Nên là Hương sử dụng nước hoa hơi bị hao, nhưng mà một điều là rất là thơm. Thì khi xịt nước hoa, mọi người xịt cho Hương ít nhất là phải 6 đến 8 nhát nha. Ví dụ như vậy nè, xịt ở cổ tay nè, thấy không? Nhất là nước hoa phải là dạng phun sương ha, xịt sau nè, đó, bên này cũng một cái nữa nè. Có nhiều khi Hương còn xịt ở trên, xịt xuống nữa, và sau đó mình xịt một ít lên quần áo. Đảm bảo với cả nhà của mình luôn là chúng ta thoa lotion và chúng ta xịt lên một ít lên quần áo, xịt lên những cái điểm mà đập nè, sau gáy nè, rất là thơm luôn ha. Và sau đó khuỷu tay, cổ tay nè, xịt lên ít quần áo nữa, đúng không? Vậy là ít nhất là nó cũng phải từ 6 đến 8 nhát rồi, và nó sẽ làm cho cơ thể của mình lưu hương rất là lâu và tỏa hương rất là xa luôn. Kết hợp với cái lotion thơm, thơm kinh khủng luôn. Nếu như bạn nào chúng ta hẹn hò, chúng ta đi chơi với người yêu, thì các bạn nên sử dụng cái dòng Narciso Pori nè, hoặc có thể cái dòng này đi làm hàng ngày thì cũng ok luôn ha. Đó, bên cạnh đó thì cái dòng này thì Hương thấy là nếu bạn nào mà thích cái kiểu mà nồng nàn á, thì các bạn sử dụng nó cảm giác nó rất là thơm luôn, và cái mùi hương nó rất là dễ chịu, và nó làm cho chúng ta rất là thoải mái cái tinh thần khi chúng ta đi làm. Đó là cái cách mà Hương
hương sử dụng hàng ngày để làm sao mình đi làm và mình vẫn lưu hương, và cái mùi hương đó nó sẽ theo chúng ta cả một ngày dài luôn nha. Chúc cho mọi người có một ngày làm việc thật là vui và năng lượng nha.